Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thị Hải Yến, báo cáo viên đến từ huyện đoàn Quỳnh Lưu. Tham dự cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi lần thứ 5 do tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Tôi xin được trình bày chuyên đề của mình với nội dung thanh niên với văn hóa sử dụng mạng xã hội trong thời đại công nghệ số. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ai cũng đều biết ngày nay khoa học công nghệ phát triển thần tốc, kỳ diệu và ngoạn mục vừa lên trên khát vọng của con người đến mức hoàn hảo. Khoa học công nghệ làm cho thế giới rộng ra và ngắn lại, nó tôn vinh và cải tạo con người, làm cho thế giới thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự ra đời của các trang mạng xã hội, giúp con người học hỏi, trao đổi thông tin lẫn nhau. Mạng xã hội đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, trở thành người bạn đồng hành của chúng ta. Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đem lại nhiều lợi ích, nhưng văn hóa sử dụng mạng xã hội là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, đặc biệt là trong giới trẻ và thanh niên hiện nay. Chúng ta đều không thể phủ nhận những lợi ích và vai trò to lớn mà mạng xã hội mang lại. Nhờ nó, chúng ta dễ dàng tìm kiếm những thông tin bổ ích, ý nghĩa, tìm thấy cho mình những cơ hội để phát triển bản thân, làm giàu tri thức, nâng cao kỹ năng sống, là nơi ta có thể thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, có thể chơi một trò chơi, đọc một bài báo, nghe một bản nhạc hay trò chuyện với những người bạn gần xa. Nhờ nó, hai con người ở hai vùng miền khác nhau, xa cách về địa lý, không gian cũng có thể quen biết, kết bạn với nhau trong sự tương hợp về sở thích, mục tiêu chỉ bằng một chiếc điện thoại có kết nối Internet. Bao nhiêu lợi ích không nhỏ của mạng xã hội đã đủ trở thành chức năng tâm thu hút mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng văn hóa sử dụng mạng xã hội của giới trẻ chúng ta đang ngày càng xuống cấp. Điều đầu tiên khiến chúng ta phải lưu tâm nhất chính là việc sống ảo của giới trẻ trên mạng xã hội. Mải mê theo những cảm xúc ảo, ít ai nhận ra rằng mạng xã hội như một con dao hai lưỡi, làm cho con người lệ thuộc vào thế giới ảo mà quên đi thế giới thực. Nó gợi nhắc đến cho chúng ta những điều thú vị, nhiều tiện ích, nhưng cũng có những bất lợi, nguy hiểm mà mặt trái của nó đang dần được bộc lộ. Như lan truyền những thông tin sai sự thật, sử dụng vào các mục đích xấu. Nhiều người đã biến mạng xã hội trở thành nơi để lừa lọc, công kích cá nhân, nói xấu lẫn nhau, tổ chức các hoạt động trái pháp luật, truyền đạo trái phép và chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, không gian mạng là một mặt trận. Trong mặt trận ấy, tổ chức đoàn các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng dư luận cho thanh thiếu niên. Để việc ứng dụng công nghệ số và định hướng cho đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, Trung ương đoàn đã triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam cho tổ chức đoàn các cấp. Ứng dụng tạo môi trường để đoàn, hội các cấp tổ chức hoạt động, đoàn kết tập hợp và định hướng thanh niên trên không gian mạng. Và đây là kênh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời những tiện ích phục vụ nhu cầu chính đáng của giới trẻ trong thời đại công nghệ số hiện nay. Với trách nhiệm là bí thư chi đoàn, tôi sẽ cùng với ban chấp hành chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng cho đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách có hiệu quả. Thay vì cứ đắm chìm trong thế giới ảo thì có thể tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời để thay thế. Đó có thể là một môn thể thao, một buổi hoạt động ngoại khóa do đoàn tổ chức. Và để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn là một việc làm hết sức cần thiết. Buổi sinh hoạt chi đoàn không chỉ đơn thuần là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, mà nội dung phải phong phú, lồng ghép các thông điệp tuyên truyền và các video, trò chơi, game show, infographic bằng hình ảnh, tạo một không khí sôi nổi mang màu sắc thanh niên. Thường xuyên tham mưu với đoàn cấp lên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi để giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Và hơn hết, các hoạt động đó phải phù hợp với nhu cầu, sở thích của thanh thiếu niên. Qua đó, để
để tuyên truyền, giáo dục, tham gia mạng xã hội cùng thanh niên, hiểu, nắm bắt nhu cầu của thanh niên. Thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, tôi sẽ lập các nhóm để vận động, tập hợp và thông tin nhanh cho các đoàn viên thanh niên về hoạt động trong tháng của chi đoàn và đoàn cấp trên. Cùng với ban chấp hành chi đoàn, tạo ra một tài khoản Facebook của chi đoàn mình và đăng tải những bộ ảnh, những video clip về các hoạt động tại chi đoàn, chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện, hành động đẹp. Đồng thời định hướng cho đoàn viên thanh niên cần phải biết chọn lọc những thông tin để theo dõi, đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội. Phải thật tỉnh táo để nhận thức đúng sai và hướng mình đến những điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, chúng ta cần tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Thể hiện quan niệm sống có mục tiêu, lý tưởng, có ước mơ, hoài bão, nhận biết, hiểu rõ và đề cao cảnh giác với những thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm âm mưu kích động, chống phá Đảng và nhà nước ta. Kiên quyết không để những thế lực xấu rủ rỗ lôi kéo vào những cạm bẫy dẫn tới sa ngã. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, khi mà mạng xã hội phát triển và trở nên cuộc sống của giới trẻ như hiện nay, thì đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên phải thật sự tỉnh táo, thận trọng và ứng xử phù hợp trên mạng xã hội. Thay vì sử dụng không có mục đích, ta hãy tận dụng mạng xã hội để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống như học tập, làm việc, nghiên cứu, lướt sống, vân vân. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới trở nên có ý nghĩa. Qua đây, tôi cũng xin được gửi đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay, một thông điệp. Hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh và có văn hóa. Chuyên đề của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào.